Barcelona vừa mới chiến thắng 1-0 cho AC Milan trong trận giao hữu trên đất Mỹ. Một điểm đáng chú ý là tiền vệ Ousmane Dembele không ở sân một phút nào. Trước đó, cầu thủ người Pháp dính tin đồn sắp chuyển sang Paris Saint-Germain thi đấu. Trong buổi phỏng vấn sau trận, huấn luyện viên Xavi Hernandez đã xác nhận tin đồn là có thực và ông khá thất vọng về câu chuyện này. Đúng là chuyện khó tin nhưng có thật. Các cổ động viên Real Madrid vốn chỉ chờ có dịp là chọc ngoáy Barcelona. Thế mà bây giờ họ liên tục nói cảm ơn đại kình địch xứ Catalan. Bởi nhờ họ bất lực trong việc giữ chân Dembele mà Kylian Mbappe đang ở rất gần sân Bernabeu. Theo tờ L'Equipe, sau khi có được Dembele, PSG sẽ ngồi vào bàn đàm phán với Real Madrid để tìm ra tiếng nói chung cho vụ Mbappe. Như vậy, nhiều khả năng Ninja Rùa sẽ có mặt trong đội hình của Real ngay trong mùa hè này và biến đội bóng Hoàng gia trở thành câu lạc bộ có lực lượng mạnh nhất thế giới lúc này. Dấu ấn đáng kể nhất của đội bóng này chắc chắn nằm ở hàng tiền vệ, nơi các cổ động viên đã quá quen với bộ ba Casemiro, Kroos, Modric. Nhưng sau rất nhiều thành công với hàng tiền vệ chiến danh này, giờ Casemiro đã ấm chỗ tại MU, Modric và Kroos đều đã có tuổi. Trong đó, trường hợp cá biệt, Modric sẽ bước sang tuổi 38. Đó chính là lý do khiến cho Real Madrid buộc phải có những thay đổi mạnh mẽ mang tính cách mạng. Chính vì thế, bạn sẽ thấy không có sự xuất hiện của anh Tám Nghiệp và Cụ Tranh. Thủ môn Thibaut Courtois. Courtois là thủ môn xuất sắc nhất mùa này và chắc chắn anh sẽ còn thể hiện phong độ chói sáng ấy vài năm nữa. Để có thể thống trị lâu dài, Real cần tính đến việc chiêu mộ một thủ môn có tiềm năng thực sự khác để thay thế tuyển thủ người Bỉ ở thời điểm thích hợp. Nhưng ít nhất là mùa giải tới, Courtois vẫn sẽ là một thủ lĩnh của Real. Phản xạ hoàn hảo, chơi chân tạm ổn, cực giỏi ở trong khả năng giúp bạn thân lên cao và bản lĩnh ở các trận đấu knockout Champions League. Courtois bây giờ như thể được sinh ra để chơi cho kênh kiền trắng. Hậu vệ phải Dani Carvajal. Mùa này, Carvajal cho thấy vài dấu hiệu tuổi tác. Anh cũng chỉ còn một năm hợp đồng với Real Madrid và Los Blancos sẽ phải đối mặt với một quyết định rất khó khăn rằng nên giữ anh ở lại Bernabeu hay không. Trên thực tế, nếu Carvajal ở lại, anh sẽ là phương án dự phòng rất hữu ích. Vì thế, huấn luyện viên Carlo Ancelotti có thể mạnh dạn thử Vinicius Tobias, cầu thủ 19 tuổi, gây ấn tượng mạnh tại đội trẻ mùa vừa qua. Ngoài ra, Real cũng cân nhắc việc chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Reece James của Chelsea. Song đó có lẽ là câu chuyện tương lai. Giới chuyên môn tin rằng chủ nhân hành lang cánh phải vẫn sẽ là Carvajal. Dẫu sao thì đối mặt với một gã lắm mưu nhiều mẹo như cầu thủ sinh năm 1992 là điều mà chẳng tiền đạo nào mong muốn. Trung vệ Eder Militao. Militao vừa trải qua vài vòng đấu khó khăn cuối cùng ở mùa giải 2022-2023. Nhưng nhìn chung, màn trình diễn tổng thể của anh là thuyết phục. Đấy là lý do anh đảm bảo một suất đá chính tại đội tuyển quốc gia Brazil ở World Cup 2022. Trong khi đó, Carletto liên tục ca ngợi anh là một trong những trung vệ hay nhất thế giới hiện nay. Hơn nữa, Eder Militao chơi khá đa năng, anh có thể giặt sang cánh phải. Vì thế, với Militao, Carlo Ancelotti có thể để Real đá 4 hậu vệ hoặc chơi với hàng thủ 3 người. Mặc dù vậy, cầu thủ người Brazil cần phải thể hiện khả năng tập trung của mình nếu muốn được tất cả thừa nhận đẳng cấp. Trung vệ Antonio Rudiger hay David Alaba. Real có thể xuất phát với Rudiger hoặc Alaba cho vị trí này. Cầu thủ người Áo rất đa năng và có khả năng xuất phát, trong khi tuyển thủ Đức chứng minh rằng anh có thể bắt chết mọi tiền đạo xuất sắc nhất trong tư thế 1-1. Cứ hỏi Erling Haaland thì rõ. Cả hai đều là lựa chọn hoàn hảo cho Ancelotti lúc này. Tuy nhiên, ông nên sớm dứt khoát vấn đề này. Một lựa chọn khác cho Ancelotti là Real Madrid chơi sơ đồ 3 trung vệ. Nó giúp cho Real tận dụng được cả 3 trung vệ xuất sắc nhất. Mà đây lại là kiểu hệ thống phòng ngự mà Rudiger hóa thành quái vật tại Chelsea. Hậu vệ trái, Ferland Mendy hoặc Eduardo Camavinga. Mendy là mẫu hậu vệ khá truyền thống với khả năng phòng ngự vô cùng tuyệt vời. Trong khi đó, Camavinga lại là phát hiện thú vị. Tiền vệ người Pháp sở trường chơi ở giữa sân, nhưng khi được kéo về cánh, khả năng đấu tay đôi ấn tượng, giúp anh có thể đảm nhiệm tốt nếu cần phòng ngự. Và trong khâu tấn công, những quả tạt của Camavinga tiềm ẩn sự nguy hiểm hơn so với Mendy. Tiền vệ Eduardo Camavinga. Như đã nói, sở trường của Camavinga vẫn là tiền vệ. Khi cả Toni Kroos và Luka Modric đều bước vào tuổi xế chiều của sự nghiệp, sân khấu sẽ được nhường cho Camavinga. Tiền vệ người Pháp tuy chưa thực sự tìm được vị trí tốt nhất của mình tại Real Madrid, nhưng anh đã có những màn trình diễn quá ấn tượng ở vị trí tiền vệ trung tâm. Sức mạnh, sự táo bạo, pha trộn với nét khéo léo có thể tin Camavinga đủ sức bóp nát mọi hàng tiền vệ trên thế giới. Ở mùa giải 2023-2024, với việc trẻ hóa đội hình, đặc biệt là tuyến giữa, chắc chắn Camavinga sẽ thi đấu nhiều hơn trong vai trò của một số 8. Tiền vệ Aurelien Tchouaméni. Hè 2022,
Cựu tiền vệ Monaco được đưa về sân Bernabeu với giá 100 triệu euro để thay thế Casemiro. Thời gian đầu của mùa giải, thậm chí các cổ động viên Real còn nói họ đã quên cầu thủ người Brazil. Tuy nhiên, từ sau World Cup, Tchouaméni lại bất ngờ sa sút và chưa đáp ứng được sự kỳ vọng vì không có nhiều thời gian được ra sân. Song mùa này mọi thứ sẽ đổi khác. Khi đã hoàn toàn hòa nhập, anh sẽ là cỗ máy hủy diệt của kèn kèn trắng. Tiền vệ Jude Bellingham. Việc trao chiếc áo số 5 huyền thoại mà Zinedine Zidane, Fernando Hierro hay Fernando Redondo từng mặc cho Bellingham chứng tỏ Real kỳ vọng ở chàng tiền vệ 19 tuổi người Anh lớn đến thế nào. Nhưng với những gì đã thể hiện trong các trận giao hữu vừa qua, Bellingham cho thấy anh hoàn toàn có thể lặp lại ở Los Blancos. Đứng trước hàng phòng ngự gồm những cái tên không tệ như là Rafael Varane và Lisandro Martinez, ấy thế mà Bellingham vẫn nhảy múa và thể hiện màn trình diễn tự tin. Đi kèm với đó là siêu phẩm lốp bóng qua đầu của Andre Onana. Phong thái đó của Bellingham là hình ảnh của một ngôi sao lớn, đĩnh đạc, tự tin và không bị ngợp trước bất cứ điều gì. Thậm chí là pha tắc bóng có phần quyết liệt quá mức của Martinez. Bàn thắng của cách Bellingham thể hiện cho thấy vì sao anh xứng đáng để Real Madrid bỏ ra hơn 100 triệu bảng để chiêu mộ. Một ngôi sao đẳng cấp, khi được ghép vào đội hình phù hợp, được chơi đúng sở trường, có thể giúp câu lạc bộ tốt lên trông thấy. Nói về Bellingham, sự toàn năng ở tuyến tiền vệ là điểm mạnh nhất của cầu thủ này. Từ hỗ trợ phòng ngự đến thịnh tiến bóng, từ khả năng có mặt ở mọi điểm nóng trên sân đến khía cạnh đóng góp vào bàn thắng, tiền vệ người Anh đều có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tiền đạo phải Rodrigo. Rodrigo chính là cầu thủ tiến bộ vượt bậc nhất Real Madrid mùa giải 2022-2023. Cầu thủ người Brazil đã ghi 19 bàn, thực hiện 11 pha kiến tạo cho Real Madrid trên mọi đấu trường, gấp đôi so với mùa giải trước đó. Điểm mạnh của Rodrigo là khả năng chạy chỗ thông minh, đưa ra những quyết định đúng lúc, hợp lý để tạo sự linh hoạt tối đa cho hàng công của Los Blancos. Dù cảm thấy thoải mái nhất với vị trí số 10, hậu công, nhưng không thể phủ nhận cầu thủ 22 tuổi là một trong những tiền đạo cánh xuất sắc nhất hiện nay. Trung phòng Kylian Mbappe. Mbappe vốn không phải là một số 9 đích thực. Bản thân tiền đạo 24 tuổi từng bất hòa với PSG vì anh bị đẩy lên đá trung phòng thay vì đá trái sở trường. Và nếu đá cánh trái, anh sẽ chiếm mất không gian chơi bóng của Vinicius. Nhưng đây là đội bóng của Carlo Ancelotti, nơi mà cảm xúc chơi bóng quan trọng hơn vị trí thực tế. Vì vậy, để Mbappe duy trì sự thoải mái nhất là phương án hữu hiệu vô cùng để anh dẫn dắt hàng công đạt hiệu quả tối đa. Cho dù là bứt tốc dọc biên để vượt qua người kèm hay cắt lẹm vào trong để vùng chiếc chân phải ưa thích của mình, đó cũng là vai trò mà Mbappe ưa thích nhất trong áo đội tuyển quốc gia. Tiền đạo trái Vinicius. Sự đa năng của Mbappe khiến Vinicius là lựa chọn hàng đầu cho vị trí tiền đạo trái ở Real Madrid. Tốc độ và kỹ thuật đi bóng lắt léo của cầu thủ người Brazil có thể kết hợp với những phẩm chất tương tự của tiền đạo người Pháp trong các pha phản công chớp nhoáng của Real Madrid. Bản thân Vinicius cũng thừa nhận rằng anh chẳng có vấn đề gì khi chơi bên cạnh Mbappe, cầu thủ vốn đã rất hay ở vị trí trung phòng tại PSG từ sau khi Edinson Cavani ra đi vào mùa hè 2020. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti. Nhà cầm quân người Italia khẳng định rằng sẽ ở lại Real Madrid đến hết hợp đồng, tức là Carletto sẽ rời đi khi mùa giải 2023-2024 kết thúc. Điều đó đồng nghĩa với việc Real sẽ có một năm cùng Ancelotti trẻ hóa đội hình, đặt nền móng cho sự thống trị lâu dài sắp tới.